như vậy là ba bạn đã được bốc thăm ngẫu nhiên để mà lựa chọn thử thách của mình. Bạn đầu tiên sẽ trình diễn một ca khúc, bạn ở vị trí thứ ba sẽ hỏi đáp nhanh trong 60 giây và bạn thứ tư cũng là một phần trình diễn về âm nhạc. Mời bạn ở vị trí thứ nhất sẽ trình bày phần thử thách của mình. Xin mời. Hát hay, hơi hồi hộp tí, giọng hơi run run nhưng mà không sao. Ra đây em thấy hai bạn nam của chương trình giới thiệu cho em, thấy có xinh trai không? Dạ dễ thương. Bạn đi hát được lâu chưa? Dạ em đi hát được vài năm rồi ạ. Là hát chuyên nghiệp luôn hả em? Dạ không ạ, em đi bình thường thôi chứ em chưa đạt tới cái đỉnh điểm của chuyên nghiệp. Mình có hay hát phòng trà hay là hát sầu say mê mà không chấp mắt. Em có đi hát ở mấy địa điểm bình thường thôi. Em biết ai là người giữ em lại không? Em nhớ tên bạn đó là Uy Tín. Là người mặc áo caro hay là người mặc áo đen? Dạ em nghĩ là bạn caro ạ. Rồi có ấn tượng với bạn caro không? Dạ nhìn bạn hiền quá. Hiền quá em đâu có thích hả? Dạ không có, tại em đã giữ rồi nên em muốn bạn hiền hơn để hai đứa em có thể chung hòa được với nhau ạ. Dạ hợp hợp đúng không? Dạ tính có biết là tiền là người ở đâu mà. Nghe giọng thì có phải bạn người miền Bắc không? Dạ em là gốc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Không sao, nếu như mà tính không biết gì về thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đến đây có tiền rồi. Thành phố Hồ Chí Minh thì tính có biết đặc sản gì ở thành phố không ạ? Đặc sản của thành phố không? Dạ, đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh có Minh Tuyền. Có Minh Tuyền. Quang thính mà mình. Cảm ơn em rất nhiều, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, em chào. Và thử thách của bạn tiếp theo sẽ là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 60 giây. Bạn ở vị trí thứ 3, xin mời bạn. Sáu câu hỏi mà liên quan tới cái trò chuyện nãy giờ của hai bạn nam này với tất cả mọi người. Sẵn sàng chưa bạn? Em đã sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là gì? Chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là Phong. Bạn Duy Phong chia sẻ từng học bơi để tăng chiều cao trong thời gian bao lâu? Từ lúc nhỏ. Uy Tín chia sẻ bạn không thích ăn món gì? Bạn thích. Không thích ăn món gì? Đâu có chia sẻ không thích ăn món gì được. Có, món gì bạn ngán á? À, trứng. Trứng với mì sao á? Duy Phong từng đi du lịch với ai? Đi với gia đình. Uy Tín thường gọi về nhà cho mẹ mấy lần một tuần? À, 1 đến 2 lần một tuần. Chàng trai thích nhạc Hàn Quốc tên là gì? À, tên Hàn Quốc tên Phong. 4 đáp án đúng. 2 câu trên là tăng chiều cao trong vòng 3 tháng học bơi thôi. Còn chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là Uy Tín chứ không phải là Duy Phong. Ai là Phong ai là Tín? Bên trái là Tín, bên phải là Phong. À, hay. Đồ này của em là em tự nghĩ ra em mặc hay là ban tổ chức cho em mặc? Tự em mặc. Chị thích gu thẩm mỹ của em. Dạ cảm ơn chị. Ra là hai bạn này cũng kiểu như là cũng nao núng, cũng rung rinh. Vậy thì giờ chờ thêm bạn số 4 ra coi, hiểu không? Dạ chịu. Okay. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của bạn ở vị trí số 4. Xin mời. Em ra em bắn mà em bắn một mớ tim rồi. Em thấy sao Phong ơi? Em nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Ôi anh, bé này với bé số 3 gu bận đồ tốt quá. Dạ. Đẹp, kiểu dễ thương. Em bước ra chị còn thích nữa chứ đừng nói chi con trai chị. Tính đây làm sao? Dáng nè, không có ăn mặc và đầu tóc nữa thì không khác gì chi anh Hồ. Lại còn biết hát nữa. Em sẽ xem đó là lời khen. Em cảm ơn anh. Rồi có lạc trong tim người ta chưa mà không có nói cái gì hết trơn. Em thích cái giọng nó quá chị. Thích cái giọng quá chị hả trời ơi. Dễ thương quá. Mặt em nổi hết da gà với ông. Em, cái chuyến xe mà về Lâm Hà lát nữa là mấy giờ? Mấy giờ luôn. Giờ không còn nói gì được nữa hết. Cất vô đi. Đừng. Cất liền đi ha. Cất liền đi vô nơi. Làm đi vô trong rồi ha. Em xin phép. Xinh quá vậy ta. Trước khi đến phần ấn tượng của hai bạn nam thì cùng với Di La trong mấy phút nhé. Giờ giải lao 1 tiếng rưỡi có suy nghĩ thay đổi gì không? Mời Phong ấn tượng với số nào luôn. Dạ thưa chị Việt Hương thì em vẫn giữ quan điểm của em lúc đầu là bạn số 4 à. Mời đèn của bạn số 4. Uy Tín, em có quyền chung số luôn. Em vẫn giữ cái quan điểm của mình là giữ bạn số 1 lại.
Giữ bạn số 3 cũng đẹp quá trời. Cái đó gu của anh Vinh, người ta từng số người ta rung động đâu để ta đó. Xin mời hai bạn nam lên vị trí kia, xoay lại đây. Gương mặt thiệt, mời ba màn hình. Nè, nghe nè, số 3. Anh nói số 3 xin mà không tin. Nhưng mà tao không rung động. Dạ thôi. Số 4 nè. Số 1 nè. Mời tắt màn hình mà hai bạn về chỗ. Rồi, xin mời. Sau khi nghe cộng đồng la quá, có thay đổi không? Dạ không, mà em vẫn còn số 4 à. Dạ, vẫn giữ số 4. Tính em vẫn giữ quan điểm của mình. Giữ số 1. Vậy mời gặp gỡ bạn số 3. Chào hai bạn. Có những chuyện, có những thời điểm, cả hai chẳng ai bảo ai, đều đồng thời buông lỏng tay mình. Nhưng cũng có những chuyện, một người buông tiếng thở dài và bất lực buông tay luôn. Và đó là em và anh của năm ấy. Không phải không muốn níu kéo, mà bởi anh khiến em không biết phải tiếp tục thế nào. Dù gì thì hai bạn cũng đã chọn được tần số của hai bạn rồi. Thì mình mong hai bạn sẽ có được một cái kết thúc đẹp sau cái chương trình này. Chia sẻ sơ sơ về mình đi em. Em đã có bao nhiêu mối tình trước đây rồi? Dạ em đã có hai mối tình trước đây. Một cái là thời cấp 3, một cái thời đại học. Vắng cũng lâu rồi hả? Vắng 5 rưỡi rồi. Mẹ hối lấy chồng chưa em? Mẹ hối có người yêu thôi. Mỗi lần về quê là hàng xóm rồi ngoại nội nói sao mà. Do trước giờ em chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà, lúc có người yêu em cũng giấu á. Vài bữa hàng xóm coi chương trình này xong về gẹo nữa cho con coi tội nghiệp không? Sao em cười dữ vậy, em quay phim? Quay phim làm như muốn phóng xuống đây. Quê em ở đâu? Dạ em ở Quảng Ngãi chị. Sao Quảng Ngãi sao? Tại vì trong kia la quá, ba ông camera trong kia la quá trời luôn. Anh có dặn chị Việt Hương là chị ơi, hai anh chàng này đẹp trai được đưa ra ánh sáng, ba đứa em quay phim chổng không ai thấy. Nếu như bạn nào từ chối ngoại, chị cứ đẩy giùm em vô chổng. Đó, lát em quay lại lại có ba anh chàng kia ngắm em nha. Dạ. Và nói với lại má với hàng xóm là yên tâm đi, tại con chưa muốn dẫn về thôi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Có người rung động với em kế bên đó. Và bây giờ sẽ là vòng 3 của chương trình mang tên Bí mật của chàng. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai chiếc điện thoại này nhé.